Vâng, thưa quý vị, dịch Covid-19 đã tạm lắng nhưng hệ quả mà đại dịch để lại cho nền kinh tế vẫn còn đang dai dẳng. Lúc này thì chúng ta đang ngấm đòn những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch, tình hình lạm phát tăng khắp nơi và chiến sự ở châu Âu và Trung Đông vẫn tiếp diễn. Có thể nói vui là một ách ba trong. Như vậy thì mỗi người dân chúng ta trong hoàn cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như thế này thì nên làm gì với số tài sản của mình? Chúng ta nên đầu tư sinh lời hay đầu tư để kiếm tiền hay là giữ tiền trong ngân hàng? Và để giải đáp những câu hỏi này thì chúng tôi có mời đến trường quay ngày hôm nay tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tiến sĩ Huân. Xin chào chị và xin chào quý vị khán giả của Báo Thanh Niên. Vâng, tuy nhiên thì trước khi bắt đầu tôi muốn làm rõ là những trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay không phải là lời khuyên đầu tư mà chỉ là thông tin tham khảo giúp cung cấp cho quý vị những cái nhìn toàn cảnh về bối cảnh kinh tế hiện nay. Và quý vị là người có trách nhiệm với chính tài sản của mình khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào, quý vị nhé. Thưa anh, sau hôm 7 tháng 10 khi chiến sự Hamas Israel nổ ra thì giá vàng và giá đô có tăng cao. Và có một câu chuyện vui, đó là chính mẹ của Phương Thúy nói rằng là tiếc rẻ, biết vậy thì đi mua vàng sớm hơn. Giờ vàng tăng cao thì đã muộn rồi. Và tôi nghĩ rằng đâu đó rất nhiều người có những suy nghĩ như vậy. Vậy theo anh thì bên cạnh vàng thì đâu sẽ là kênh đầu tư tốt cho giai đoạn hiện nay? Thì chúng ta thấy được rằng là thường các nhà đầu tư họ thường hay dùng mệnh đề ít thì quá khứ, tức là giá như mà trước đó tôi mua vàng thì bây giờ tôi đã giàu rồi, hoặc là trước đó tôi mua bất động sản thì bây giờ tôi cũng đã thành đại gia bất động sản chẳng hạn như vậy. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng là những cái vấn đề chẳng hạn như là chiến sự giữa Hamas và Israel nổ ra là những cái mà chúng ta không thể dự báo được, và nó gọi là một cái gì đó là thường thế giới họ thường nói những cái sự kiện đó giống như là thiên nga đen, tức là cái xác suất xảy ra nó thấp nhưng mà một khi nó xảy ra thì nó sẽ tác động rất lớn đối với lại phần còn lại của thế giới. Và những cái sự kiện đó thì nó nằm ngoài những cái thống kê hoặc là dự báo của các chuyên gia. Chính vì thế thì tôi nghĩ đầu tiên là chúng ta cũng đừng nên tiếc rẻ về những cái vấn đề đó, bởi vì chúng ta cũng giống như tất cả những nhà đầu tư khác, và kể cả những nhà đầu tư lão luyện thì họ cũng không thể nào dự báo được rằng là năm ngoái là chiến sự giữa Ukraine và Nga nổ ra và năm nay thì lại là chiến sự giữa Hamas và Israel. Những cái vấn đề đó là chúng ta không thể dự báo được, nên là chúng ta cũng không nên quá tiếc rẻ làm gì. Vấn đề tiếp theo là gì, là vậy thì trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta nên đầu tư vào kênh nào, thì đó mới là một cái vấn đề quan trọng, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy được rằng là hiện nay á, thì dường như là không có quá nhiều kênh hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Chẳng hạn như chúng ta thấy được rằng là gửi tiết kiệm thì lãi suất quá thấp. Lần đầu tiên trong lịch sử thì lãi suất huy động của một số ngân hàng lớn là thấp hơn 3%. Điều này cho thấy được rằng là từ trước đến nay khoảng 10 năm trở lại đây thì chưa bao giờ xảy ra cái sự kiện như trên. Và chúng ta thấy được rằng là vậy thì gửi tiết kiệm thì lãi suất quá thấp. Và nếu như mà tính ra cái lãi suất thực á, lãi suất thực sẽ là lãi suất danh nghĩa trừ cho tỷ lệ lạm phát dự kiến, thì chúng ta thấy là tỷ lệ lạm phát dự kiến của chúng ta đâu đó khoảng từ 4%, 3-4%, và nếu mà tính như vậy thì lãi suất thực đang ngâm và dẫn đến là cái việc là chúng ta không có quá nhiều động cơ để tiếp tục là gửi ngân hàng. Đó cũng là lý do vì sao mà thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua là tăng điểm, nhưng mà vừa rồi chúng ta thấy là thị trường cũng đã điều chỉnh rất là mạnh. Kèm theo đó nữa là cái thanh khoản của thị trường cũng giảm sút khá là nhiều, bởi ảnh hưởng bởi một số cái tin đồn cũng như là ảnh hưởng bởi cái việc mà điều khiển thị trường của các đội lái trong thời gian qua, thì nó cũng ảnh hưởng và dẫn đến là cái kênh đầu tư chứng khoán chúng ta kỳ vọng là nó sẽ tốt, bởi vì do lãi suất ngân hàng thấp thì chúng ta thấy được rằng là cái dòng vốn nó thường di chuyển ở mọi nơi ở trong cái hệ thống tài chính, thường từ nơi có lãi suất thấp đến nơi có lãi suất cao, từ nơi mà rủi ro đến nơi ít rủi ro như hàng như vậy. Thì dòng vốn đầu tiên thì nó bắt đầu là nó di chuyển qua thị trường chứng khoán và làm thị trường chứng khoán bùng nổ thời gian trước, nhưng sau đó thì chúng ta thấy được rằng là khi mà tâm lý lo sợ của các nhà đầu tư trên thị trường cùng với lại một số cái tin đồn nó không tốt thì dẫn đến là thị trường nó sụt giảm trong thời gian vừa qua, và VN-Index cũng đang test cái ngưỡng là 1.000 điểm, mà nếu như mà
giảm xuống dưới 1.000 điểm thì tôi e ngại rằng là thị trường nó sẽ tiếp tục giảm điểm và đi vào cái chu kỳ giảm điểm trong chung và dài hạn. Đó. À, nói về vàng thì chúng ta thấy là giá vàng hiện nay cũng đang tăng khá là nhiều. Và như chúng ta thấy được rằng là nếu như đầu tư trước đây thì chúng bây giờ sẽ có lời. Dạ. Nhưng vấn đề bây giờ có nên đầu tư vàng hay không? Dạ. À, đó là một câu chuyện. Thì thực sự là giá vàng hiện nay thì nó tương đối là cao rồi. Và nếu như mà chúng ta đầu tư vàng vào thời điểm hiện tại á, thì rủi ro nó sẽ lớn. Bởi vì một cái lượng chốt lời của các nhà đầu tư ở cái giai đoạn trước họ có thể là chốt lời ở thời điểm hiện tại và làm giá vàng giảm xuống, tức là hạ nhiệt. Đó, nên và cái khả năng mà giá vàng có còn tăng lên nữa hay không á, tăng nhiều hay không á, thì nó sẽ thấp hơn. Nó sẽ thấp hơn và cũng sẽ khó để mà chúng ta đầu tư vàng mà chúng ta kỳ vọng là nó lời nhiều. Bên cạnh đó nữa là cái chênh lệch mua bán. Tại vì khi mà chúng ta mua giá này nhưng mà khi mà chúng ta bán lại thì giá nó sẽ phải thấp hơn. Bởi vì chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của vàng thì nó cũng làm ăn mòn đi một cái phần lợi nhuận của mình. Về đô la thì chúng ta thấy được rằng là thực sự đô la không phải là một cái kênh đầu tư mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư, bởi vì chúng ta thấy được rằng là tỷ giá đô la Việt Nam đồng thì nó biến động đâu đó khoảng tầm 3-5% bình quân mỗi năm, trừ những năm có biến động lớn. Nhưng mà chúng ta thấy là ở những thời điểm mà biến động lớn nhất thì đô la cũng có thể tăng được khoảng 9% thôi. 9% và những cái sự kiện đó ít khi nào mà xảy ra. Đó, do vậy và đô la từ đầu năm đến giờ thì cũng đã tăng đâu đó khoảng từ 3-4%. Và khả năng đô la tăng tiếp là còn nhưng mà cái tỷ lệ nó cũng sẽ không có thực sự cao. À, chính vì thế thì chúng ta thấy là cái kênh đô la, kênh vàng cũng không quá nhiều kỳ vọng đối với chúng ta. Và cuối cùng thì đó là kênh bất động sản. Thì chúng ta thấy được rằng bất động sản thì từ năm ngoái đến nay thì chúng ta thấy được rằng là dấu hiệu nó đang là đóng băng. Đóng băng và hiện nay thì bắt đầu là nó hơi sôi động lại một tí thôi. Ở một số cái phân khúc và một số cái doanh nghiệp lớn của bất động sản thì họ bắt đầu là cái dòng tiền họ cũng đã ổn định hơn, chẳng hạn như là Novaland hoặc là Vin. Thì nó cũng là một cái dấu hiệu tốt cho thị trường bất động sản. Và nó là cái hệ quả của cái việc đó là chúng ta đưa ra rất là nhiều những cái giải pháp nhằm giải cứu cái thị trường này. Thì bắt đầu là hiện nay thì nó bắt đầu nó ấm lên dần dần. Đó. Chính vì thế thì khi phân tích tất cả những cái kênh vừa rồi thì chúng ta thấy được rằng là không có quá nhiều cái kênh để mà chúng ta kỳ vọng là chúng ta có thể mang được cái lợi nhuận ngay trong ngắn hạn. Và chúng ta phải nhìn một cái câu chuyện nó dài hơi hơn, đầu tư một cách nó dài hạn hơn. Còn nếu như mà chúng ta muốn đầu cơ và có được lợi nhuận ngay ở thời điểm này thì sẽ rất là khó. Vậy thì đúng là một lời khuyên, đó là ở trong cái thời điểm mà biến động trên thị trường giá vàng, giá đô như thế này thì chúng ta không nên lướt sóng ở hai giá trị này, đúng không? Thường người ta gọi là FOMO. Vâng. FOMO tức là cái tâm lý của nhà đầu tư là gọi là fear of missing out, tức là họ sợ họ lỡ mất những cái cơ hội. Vâng. Và chính vì thế thì họ thường nhảy vào khi mà cái thị trường nó đang nóng sốt. Vâng. Và chính vì cái tâm lý đó lại dẫn đến là họ thua lỗ. Vâng. Ở trên thị trường. Vâng. Nhưng nhiều người cho rằng là giữ tiền trong ngân hàng một cách an toàn và tiện lợi. Anh có đồng ý với quan điểm này không? Nhất là trong thời điểm này lạm phát đang tăng. Cái đó thì lại tùy thuộc vào cái khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư. Tức là mỗi một nhà đầu tư á, chúng ta sẽ có một cái khẩu vị rủi ro khác nhau. Với những nhà đầu tư họ mong muốn cái sự an toàn á, thì gửi tiết kiệm ngân hàng đó là một cái kênh đầu tư mà có thể đạt được kỳ vọng của họ. Mặc dù là nếu như mà tính lãi suất thực thì nó có thể âm ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu như họ dùng tiền đó họ đầu tư vào chứng khoán, họ có thể âm nhiều hơn. Thì giai đoạn này không phải là giai đoạn là chúng ta kiếm bao nhiêu tiền, mà giai đoạn này là chúng ta giữ được bao nhiêu tiền khi mà thế giới đang biến động rất là lớn. Đó, chính vì thế thì bên cạnh cái việc là kiếm tiền thì chúng ta phải giữ được cái tiền mà chúng ta kiếm được nữa. Cái đó nó mới là quan trọng nhất. Bởi vì chúng ta thấy là nếu ví dụ một nhà đầu tư mạo hiểm, họ đầu tư vào thị trường chứng khoán, mua những mã cổ phiếu mà mang tính chất là rủi ro cao thì thời gian vừa qua họ có thể lỗ 70-80% là chuyện rất là bình thường, bởi vì sử dụng cái đòn bẩy tài chính ở trên thị trường chứng khoán. Thay vì thế thì một nhà đầu tư mang tính chất an toàn, họ muốn bảo toàn vốn thì họ có thể là mua vàng, cũng là tích trữ được cái giá trị, hoặc là họ có thể là gửi tiết kiệm ngân hàng.
Vậy thì nếu vừa giữ tiền trong ngân hàng mà vừa đầu tư thì ta nên phân bổ như thế nào cho hợp phù hợp? Nó lại tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro, tại vì trong lý thuyết á, thì mỗi một nhà đầu tư họ sẽ có một cái khẩu vị rủi ro nó khác nhau. Với một nhà đầu tư mà họ sẽ có khuynh hướng là an toàn đi, thì tùy mỗi nhà đầu tư mà cái tỷ lệ mà họ chấp nhận rủi ro nó lại khác nữa. Nhưng mà ví dụ như tôi có thể đưa ra một cái trường hợp, đó là một nhà đầu tư họ muốn an toàn hoàn toàn, thì họ cái danh mục của họ nên là 100% là gửi tiết kiệm ngân hàng, là an toàn hoàn toàn và chấp nhận một cái mức lãi suất thực nó hơi âm một tí ở thời điểm hiện tại, nhưng mà họ vẫn bảo toàn được vốn. Và dù gì thì ngân hàng ở Việt Nam thì cũng rất là khó mà phá sản được đó, thì họ sẽ bảo toàn được vốn qua cái thời kỳ mà gọi là biến động của hệ thống tài chính. Còn đối với một nhà đầu tư gọi là một nửa đi, tức là họ họ chấp nhận rủi ro ở mức độ là trung bình, thì lúc này họ có thể là vẫn giữ cái gửi tiết kiệm ngân hàng ở một cái tỷ trọng cao, chẳng hạn như là khoảng tầm 60 đến 70%, và 20 đến 30% còn lại á, thì họ có thể là phiêu lưu ở một số kênh tiềm năng, chẳng hạn như là thị trường chứng khoán. Thì chúng ta thấy được rằng là khi mà thị trường chứng khoán giảm điểm như hiện nay á, thì nó lại là cơ hội cho các nhà đầu tư sau tham gia vào thị trường. Bởi vì trước đây thì cái định giá của thị trường chứng khoán nó tương đối cao so với khu vực, nhưng bây giờ thì nó hấp dẫn hơn sau những cái đợt giảm điểm rồi, và đây là cơ hội để chúng ta có thể mua hàng sell off, mua hàng giảm giá cao ở trên thị trường, đặc biệt là những mã mà có chiết khấu lớn 40-50% so với mức đỉnh, thì đó là những cái mã chứng khoán mà chúng ta có thể cân nhắc để mà chúng ta đầu tư vào, bởi vì khả năng mà nó có thể là tăng trưởng trở lại nó rất là tốt. Tuy nhiên thì các nhà đầu tư cũng nên lưu ý là chúng ta nên mua những mã cổ phiếu mà có giá trị nội tại tốt, tức là họ hoạt động kinh doanh tốt và cái giá cổ phiếu nó chỉ bị biến động bởi xu hướng chung của thị trường, thì lúc đó chúng ta nên mua. Bởi vì một cái lời khuyên của Warren Buffett là chúng ta hãy tham lam khi mọi người sợ hãi, tức là khi mà mọi người bắt đầu sợ hãi bán tháo cổ phiếu thì lúc đó là thời điểm mà chúng ta nên tham lam, và hãy sợ hãi khi mọi người tham lam. Khi mà mọi người họ quá hào hứng, quá tự tin và đổ xô nhau đi mua cổ phiếu, thì đó lại là lúc là chúng ta nên bán, tức là chúng ta nên đi ngược lại thị trường một chút. Thì nó cũng là một cái lời khuyên, từ trước đến nay tôi vẫn theo cái lời khuyên đó và cũng gặt hái được một số những cái thành quả nhất định từ cái lời khuyên. Tuy nhiên thì nó phải tùy vào thời điểm nữa, và tôi thấy là thời điểm này là thời điểm phù hợp. Nhưng mà lời khuyên của Warren Buffett, mọi người lưu ý, nó là lời khuyên để mua những mã cổ phiếu giá trị, tức là những mã cổ phiếu mà đang được định giá thấp hơn so với lại giá trị nội tại của cổ phiếu đó thì chúng ta mới hẳn mua, và chúng ta chính tránh mua những cái mã cổ phiếu mà nó gọi là mang tính chất đầu cơ cao, tức là giá trị của nó không có nhiều, giá trị nội tại nó không nhiều nhưng mà nó được đánh lên bởi các đội lái chẳng hạn, như vậy thì chúng ta nên hạn chế mua những mã đó. Thì nó giảm thiểu cái rủi ro cho mình nhiều hơn. Thì đối với các nhà đầu tư mà họ chấp nhận một mức rủi ro nhất định đó, thì lời khuyên đó là chúng ta có thể là dành 20 đến 30% tổng tài sản của mình để mà đầu tư vào chứng khoán, hoặc là nếu có điều kiện hơn thì bất động sản cũng là một cái thị trường mà đang có một cái sự chiết khấu cao ở thời điểm hiện tại. Còn đối với những nhà đầu tư mà chấp nhận mạo hiểm hơn thì họ có thể sẵn sàng là phân bổ hiện nay là khoảng 50% danh mục. Nhưng mà theo tôi nghĩ những nhà đầu tư mà cái với tâm lý mạo hiểm thì họ đã tất tay vào thị trường chứng khoán trước đây rồi, chứ bây giờ chắc là họ cũng không có còn còn tiền để mà đầu tư nữa. Nhưng mà nếu 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 giả sử như mà vẫn vẫn có tiền đi chẳng hạn, như vậy thì chúng ta có thể là phân bổ 50% vào thị trường chứng khoán, và lúc này do là họ là những nhà đầu tư mạo hiểm nên là cái cách phân bổ cho một đầu tư của họ cũng sẽ phải khác. Thì thường ở thời điểm này thì chúng ta có thể là phân bổ khoảng 50% vào những mã cổ phiếu giá trị và 50% còn lại là vào những mã cổ phiếu mang tính chất là đầu cơ. Thì đương nhiên cái 50% đó thì cái độ rủi ro nó sẽ cao, nhưng mà đối với các nhà đầu tư mà họ chấp nhận rủi ro thì họ cũng sẽ chấp nhận cái đó, bởi vì trong cái lý thuyết người ta gọi là high risk high return, tức là rủi ro cao thì sẽ lợi nhuận sẽ cao, tức là nếu chúng ta chấp nhận một mức rủi ro cao thì lợi nhuận có thể mang lại là nó cao, chẳng hạn như vậy đó. Thì chính vì thế thì cái việc mà tư vấn để một nhà đầu tư họ nên đầu tư như thế nào thì nó lại tùy thuộc vào cái mức độ chấp nhận rủi ro của họ.
Dạ vâng. Như anh cũng vừa chia sẻ đó là ở thời điểm hiện tại thì có thể mua bất động sản vì giá đang khá tốt. Đúng là thị trường bất động sản ở hiện tại đang rất là trầm lắng. Vậy thì theo anh đây có phải là cái lúc mà chúng ta bắt đáy bất động sản để đầu tư kiếm lời không? Và liệu có rủi ro không? Nếu như mà gọi là bắt đáy bất động sản á, thì cái đáy này chắc là nó sẽ duy trì đến năm 2024. Tức là theo tôi đánh giá thì thị trường bất động sản sẽ vẫn còn khó khăn cho đến thậm chí là cuối năm 2024. Bởi vì nó quá nhiều lý do. Thứ nhất là nhà đầu tư họ cũng không còn tiền nhiều và nền kinh tế cần một cái sự hồi phục nhất định. Thị trường thì cái dòng tiền nó cần ổn định tương đối thì lúc đó thì nó mới chảy vào bất động sản. Và thường cái chu kỳ kinh tế á, là cái dòng vốn nó sẽ vào thị trường chứng khoán trước. Và khi mà thị trường chứng khoán bùng nổ, hình thành, có thể gọi là hình thành bong bóng luôn chẳng hạn như vậy, thì lúc đó là sẽ có một cái lượng vốn rút ra và đầu cơ vào thị trường bất động sản. Thì cái chu kỳ đó thì chắc là nó sẽ hình thành từ đây đến năm 2024. Do vậy thì cái đáy bất động sản thì nó hiện nay nó là đáy nhưng mà nó sẽ duy trì. Tức là cái việc mà hồi phục bất động sản thì nó theo tôi đánh giá nó sẽ theo hình chữ U. Trước đây cũng vậy thôi, giai đoạn 2013, 2016 cũng vậy. Đó thì chúng ta mất 3 năm là thị trường bất động sản đóng băng. Và sau đó sau 2016 thì bắt đầu nó mới tăng trưởng trở lại. Đó, thì hiện nay cũng vậy, thì theo tôi đánh giá thì chúng ta cần từ 2 đến 3 năm để mà thị trường có thể hồi phục nhanh. Thì từ năm 2022, 2023 thì ít nhất là khoảng năm 2024 nữa thì nó mới là cái thời điểm mà thị trường bắt đầu bứt phá lên lại. Thì thời điểm này nếu mà nhà đầu tư mà họ có cái nguồn vốn nhàn rỗi á, thì đây cũng sẽ là cái cơ hội để họ có thể cân nhắc và nghiên cứu những bất động sản đang được chiết khấu hoặc là giảm giá sâu để chúng ta là mua vào ở thời điểm hiện tại là được rồi. Bởi vì đầu tư bất động sản không phải là đầu tư 3 tháng, 6 tháng như là trên thị trường chứng khoán, mà nó là cái câu chuyện 3 năm, 5 năm. Đó, nên là thời điểm này theo tôi đánh giá thì chúng ta cũng đã có thể giải ngân vào bất động sản được rồi. Nhiều năm gần đây thì người dân rất là muốn và rất là thích đầu tư vào tiền số, chủ yếu là lướt sóng kiếm lời. Vậy theo anh thì tiền số có phải là kênh đầu tư hút vốn trong giai đoạn hiện tại hay là không? Thì chúng ta thấy được rằng là Việt Nam là một trong những quốc gia mà có mức độ chấp nhận tiền gọi là tiền mã hóa, gọi là cryptocurrency là cao nhất của thế giới luôn. Hiện nay chúng ta đang đứng số 1 của thế giới về mức độ chấp nhận và phổ biến về cái tiền kỹ thuật số này, tiền mã hóa này. Và cái trên Binance là một cái trang web giao dịch về cryptocurrency thì Việt Nam cũng luôn đứng trong top đầu về các quốc gia mà có lượng giao dịch tiền kỹ thuật số và tiền mã hóa này nhiều nhất trên thế giới. Thì qua đó chúng ta thấy được rằng là cái mức độ quan tâm của các nhà đầu tư ở Việt Nam đối với lại cái đồng tiền này nó rất là lớn. Và nhưng mà chủ yếu á, nó xuất phát từ một cái tâm lý của người dân Việt Nam, đó là chúng ta muốn giàu nhanh. Khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản hay là đầu tư tiền số chẳng hạn như vậy thì chúng ta muốn nhân 2, nhân 3 tài khoản, thậm chí là nhân 10. Chính vì cái tâm lý muốn giàu nhanh như vậy thì chúng ta chấp nhận những cái mức độ mà rủi ro nó rất là cao. Và thị trường tiền kỹ thuật số này, tiền số này thì nó là một cái thị trường mà mức độ rủi ro dường như là cao nhất ở thời điểm hiện tại. Do vậy thì với những nhà đầu cơ á, thì chúng ta thấy được rằng là giá Bitcoin thì nó cũng đã tăng ở thời gian vừa qua, từ 20 mấy ngàn đô lên 30 mấy ngàn đô, tức là nó tăng cũng được khoảng 50%. Thì đây cũng là một cái kênh mà có thể mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Nhưng mà cái theo tôi đánh giá thì nó là một cái kênh nó hết sức rủi ro. Thứ hai nữa là chính phủ của chúng ta cũng chưa cái công nhận cái thị trường này. Nên là cái vấn đề về legal, cái rủi ro về pháp lý nó sẽ vẫn có ở cái thị trường. Bên cạnh đó nữa thì cái mức độ scam của thị trường này, tức là mức độ lừa đảo của thị trường này nó rất là lớn. Thì thời gian vừa qua chúng ta thấy là hàng loạt những cái coin, tức là những cái đồng tiền, kể cả stable coin, kể những cái đồng tiền altcoin ở trên cái thị trường này là nó chủ yếu là nó lừa đảo và nó làm cho các nhà đầu tư mất rất là nhiều tiền trên thị trường. Chính vì thế thì lời khuyên là nếu như mà chúng ta muốn đầu tư một cách bền vững
ổn định thì chúng ta nên cân nhắc khi khi mà đầu tư vào những thị trường này. Nếu có thì nên duy trì một cái tỷ lệ tổng tài sản nó nhỏ thôi, đâu đó khoảng 10% là được. Tức là chúng ta đầu tư cho vui chứ đừng đầu tư cho buồn. Bây giờ ví dụ 10% mà chúng ta lời được 10 lần thì chúng ta cũng đã nhân đôi được cái tài sản rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta mất 10% thì chúng ta cũng không quá buồn hay như vậy. Thì đối với những tài sản có mức độ rủi ro cao như vậy thì tôi khuyến nghị là chúng ta nên giữ một cái tỷ lệ tổng tài sản chúng ta nó thấp thôi. Vâng. Có một câu nói là lịch sử sẽ luôn lặp lại, giai đoạn khó khăn sẽ đến rồi sẽ đi qua, và nó lại lặp lại như vậy. Hoàn cảnh thay đổi, ta sẽ có cách phân bổ tài sản khác nhau, nhưng có một nguyên tắc bất di bất dịch nào để quản lý tài sản của mình trong những giai đoạn khó khăn không thưa anh? Thật ra thì nó không có bất kỳ một cái nguyên tắc bất di bất dịch nào cả, kể cả những cái lý thuyết về quản lý danh mục đầu tư. Đơn giản là nhưng mà nó có một số những cái mà chúng ta có thể cân nhắc. Ví dụ như trong những cái giai đoạn khó khăn thì xu hướng là chúng ta nên mua những cái tài sản nó mang tính là trú ẩn, chẳng hạn như là vàng hoặc là gửi tiết kiệm đó, để mà do là cái sự biến động của hệ thống tài chính và những cái tài sản tài chính khác nó quá lớn và nó có xu hướng là nó giảm điểm mạnh, nên là lúc đó thì các nhà đầu tư họ sẽ tìm một cái nơi trú ẩn để mà bảo toàn được cái vốn, bảo toàn được cái tài sản của họ ở những cái giai đoạn khó khăn này. Thì cái kênh đầu tư vào vàng và kênh đầu tư vào vào gửi tiết kiệm là cái kênh mà họ thường cân nhắc khi mà tham gia khi khi ở trong những cái giai đoạn này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên phân bổ một số cái tỷ trọng nhất định cho những cái kênh mạo hiểm khi mà nó bị giảm giá quá sâu. Tức là khi nó mới giảm thì chúng ta sẽ không tham gia, bởi vì chúng ta không thể bắt dao rơi được. Và rất nhiều nhà đầu tư là muốn là bắt đáy thị trường chẳng hạn như vậy, nhưng mà nó thật là thị trường nó không có đáy. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta có trải qua cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán giai đoạn 2007 2009 thì chúng ta thấy rõ ràng là thị trường không có đáy. Khi mà VN-Index đạt đỉnh 1.170 điểm thì sau đó rớt xuống 900 điểm thì rất nhiều công ty chứng khoán nói là đây là đáy rồi, mọi người nhảy vô mua đi chẳng hạn như vậy. Thì mọi người cũng cũng vào mua ở 900 điểm, và 900 điểm nó rớt xuống 70 700 điểm thì các công ty chứng khoán lại tiếp tục nói là đây là chắc chắn là đáy rồi. Các chuyên gia cũng cũng nói đây chắc chắn là đáy rồi, là cũng tham gia vào. Rồi 700 điểm nó lại rớt xuống 500 điểm. 500 điểm lại là đáy mới. Đó, rồi tiếp tục như vậy cho đến 235 điểm, tức là thị trường giảm 80% so với thời gian đầu. Khi nào mà thị trường bắt đầu hơi lên một chút thì có lẽ là chúng ta mới biết là đáy của nó đúng rồi, tức là khi khi mà trái banh nó đã rơi xuống đáy và nó bật lên trở lại á, thì đó chúng ta mới biết nó là đáy. Còn khi mà dao nó đang rơi thì chúng ta không biết khi nào nó dừng cả. Đó, do vậy thì cái việc mà bắt đáy chẳng khác nào chúng ta bắt con dao đang rơi, và rất dễ là chúng ta bị đứt tay là như vậy. Nên là nhà đầu tư cũng hết sức thận trọng trong cái việc là chúng ta bắt dao rơi. Xin cảm ơn anh Nguyễn Hữu Huân đã đến với buổi trao đổi ngày hôm nay, và hy vọng là sau buổi trao đổi ngày hôm nay quý vị đã có thêm những thông tin mà tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân đã mang đến để quý vị có những kênh đầu tư sáng suốt và sinh lời được dù ít dù nhiều trong giai đoạn hiện nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.